Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đấy trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra các phong cách chiến đấu cho Pokemon mà các cậu yêu thích. Vậy hãy cùng đồng hành với mình để khám phá về các Pokemon được nhắc đến trong tiêu điểm VGC tuần này. Và từ lâu thì đoàn kết đã là tinh thần mà tổ tiên truyền dạy lại cho chúng ta qua nhiều thế hệ, với mong muốn là sự đoàn kết trong mỗi người sẽ là gắn kết lại sức mạnh to lớn giúp cho chúng ta vượt qua mọi thử thách khó khăn. Trong thế giới Pokemon thì cũng có những kẻ thù mà các Pokemon nhỏ bé khi muốn chống chọi lại thì cần phải hợp sức lại để đoàn kết và vượt qua. Tiêu biểu thì có thể nhắc đến gia đình Pokemon Mewtwo, được giới thiệu lần đầu tiên ở thế hệ thứ 9, với ngoại hình là những chú chuột nhỏ cùng đôi mắt to tròn. Những chú chuột này đã nhanh chóng trở thành một trong những Pokemon được yêu thích nhờ ngoại hình dễ thương và tính cách hiếu động. Gia đình Pokemon này cũng thường xuất hiện từ 3 đến 4 cá thể. Dù bề ngoài nhỏ bé và dễ thương, nhưng Mewtwo lại sở hữu khả năng chiến đấu đáng nể nhờ sự phối hợp ăn ý từ tinh thần đoàn kết mà một chú chuột nhỏ mang lại. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của một chú chuột này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần tiếp theo. Đến với phần tổng quan sức mạnh là nhóm Pokemon gia đình gồm nhiều cá thể, với hai cá thể lớn và một cho đến hai chú chuột nhỏ hơn. Tuy vậy, khi chiến đấu, những cá thể trong gia đình Mewtwo vẫn sẽ đảm nhận vai trò như nhau, tạo nên lối chiến đấu rất thú vị khi cùng đó là sự đoàn kết của gia đình chuột này. Ở chỉ số cơ bản, Mewtwo có tổng chỉ số cơ bản là 470, dù không quá cao nhưng được phân bổ khá tốt, với điểm nhấn là tốc độ 111, giúp gia đình chuột này nhanh nhẹn hơn khá đối thủ trong các trận chiến. Ở mặt phòng thủ thì gia đình Pokemon này lại không thể được đánh giá quá cao, khi các chỉ số phòng thủ như là HP, Defense và SP Defense lại chỉ nằm ở mức trung bình và không được quá bền bỉ. Cuối cùng thì ở mảng tấn công, bỏ qua khả năng tấn công đặc biệt, vốn không phải là điểm mạnh, thì ở chỉ số tấn công vật lý là 75, dù chỉ là nằm ở mức trung bình trở lên và thua rất nhiều Pokemon trên đấu trường hiện tại, thì tụi mình vẫn sẽ đánh giá rất cao khả năng gây sát thương của Mewtwo, khi Pokemon này vẫn mang trong mình một chiêu thức độc quyền cực kỳ thú vị, đó là Poplace Bomb. Đến với Ability thì những chú chuột này sở hữu 3 dạng khả năng khác nhau, và lần lượt trong số đó là Jet Power. Nếu Pokemon này ăn một quả berry được giữ, nó sẽ hồi phục 1/3 lượng HP tối đa của nó. Ability thứ hai sẽ là Friend War, giúp cho Pokemon đồng minh của Mewtwo chỉ nhận 3/4 sát thương từ các đòn tấn công mà đối thủ gây nên. Ability cuối cùng là Transition, với các chiêu thức có sát thương từ 60 trở xuống thì sẽ được gia tăng 50% sát thương. Đối với hệ của gia đình Mewtwo, với đơn hệ thường của bản thân những chú chuột này, về mặt phòng thủ thì hệ thường rất giống với tên gọi của nó là cực kỳ bình thường, khi mà đơn hệ này giúp cho Mewtwo có thể miễn nhiễm các đòn tấn công của hệ ma và chịu gấp đôi sát thương khi bị tấn công bởi các đòn tấn công hệ giác đấu. Ở mảng tấn công thì hệ thường lại kém hơn các hệ khác một xíu, khi đơn hệ này không thể tấn công hiệu quả lên bất kỳ hệ nào, và các đòn tấn công hệ thường sẽ kém hiệu quả khi tấn công lên hệ đá, thép và nhất sẽ là hệ ma, khi mà hệ ma sẽ không nhận sát thương bởi các chiêu thức hệ thường. Đến với thế mạnh và điểm yếu của những chú chuột này thì đầu tiên là ở điểm mạnh. Gia đình chuột này có những ability cực kỳ chất lượng, đó là Friend War hay là Technician. Hai ability trên đều mang lại sự hiệu quả cực kỳ lớn khi tham gia chiến đấu trên đấu trường. Với Friend War có thể giúp cho các Pokemon đồng minh giảm 1/4 lượng sát thương mà đối thủ gây ra, sẽ rất thích hợp cho các đội hình phòng thủ. Về ability Technician sẽ mang lại lượng sát thương cực kỳ lớn cho Mewtwo khi kết hợp chung với chiêu thức độc quyền là Poplace Bomb. Lúc này thì sát thương khi tấn công đủ 10 lượt của chiêu thức sẽ gia tăng lên là 300. Và sẵn nhắc đến Poplace Bomb thì đây là một chiêu thức tấn công được nhiều lượt, thế nên đây cũng là một điểm lợi thế khi nó có thể khắc chế lại các Pokemon sử dụng Focus Sash. Và điểm mạnh của Mewtwo còn là tốc độ, khiến cho Pokemon này không có sợ việc phải ra đòn sau. Đối với điểm yếu thì Mewtwo chủ yếu sẽ là tấn công bằng chiêu thức Poplace Bomb, một chiêu thức tấn công nhiều lượt, nên sẽ rất khó tránh khỏi việc bị đối thủ khai thác điều này khi tung ra các Pokemon có các ability như là Rock Skin hoặc là Flame Body, hay là cho các Pokemon mang trang bị Rocky Helmet để phản lại sát thương về phía Mewtwo. Một điểm yếu nho nhỏ với đơn hệ thường thì Mewtwo lại không thể tấn công quá hiệu quả lên các Pokemon nào cả, và cũng như vậy khi phòng thủ, không thể giảm sát thương từ quá nhiều hệ. Điều này cũng đồng thời khiến cho Pokemon này khá là khó trụ sân được lâu dài, khi mà chỉ số phòng thủ cũng không quá cao. Đến với lối chơi của Mewtwo thì gia đình chuột này đúng với tinh thần đoàn kết, là một Pokemon đảm nhiệm được cả hai vai trò là hỗ trợ lẫn tấn công cực kỳ hiệu quả khi có một bộ chiêu thức cực kỳ toàn diện cho cả hai nhiệm vụ trên. Với lối chơi tấn công thì sẽ lựa chọn Ability Technician, còn hỗ trợ thì sẽ là Friend War, và các chiêu thức thích hợp cho từng lối chơi sẽ được chúng mình bật mí ngay phần tiếp theo sau đây. Đến với phần xây dựng sức mạnh. Với phần xây dựng sức mạnh là phần không thể thiếu để phát huy tối đa tiềm năng của mỗi Pokemon. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với việc xây dựng sức mạnh từ chỉ số EVS và IVS. Về phần EVS
Đối với gia đình Mao Sâu, vốn là thiên về khoảng tốc độ và là một Pokemon hướng về việc tấn công và hỗ trợ khi phòng thủ là không quá tốt. Vậy nên chúng tớ lựa chọn Attack và Speed là hai mảng cần được đầu tư nhiều nhất, cùng với đó là 4 điểm còn lại dành cho HP. Với việc phân bố chỉ số trên sẽ giúp cho Mao Sâu ưu tiên việc ra đòn và cũng như là sát thương khi tấn công. Đối với IVS thì ở bảng này có thể nâng full tất cả các chỉ số, hoặc là có thể bỏ qua chỉ số FP Attack vốn là chỉ số không cần thiết đối với Mao Sâu. Ability, như đã nói ở phần lối chơi thì gia đình Mao Sâu sẽ lựa chọn Ability phù hợp với đội hình mà Pokemon này tham gia vào, và Friend World sẽ hợp với những đội hình có các Pokemon cứng cáp như là Annihilate hay là Italudon. Còn Technician thì sẽ hướng Mao Sâu về khả năng tấn công chính nhiều hơn nhờ đầu ra sát thương của Population Bomb được gia tăng. Tính cách thì với vai trò là một Pokemon vừa tấn công vừa hỗ trợ thì tính cách mà chúng tôi lựa chọn cho Mao Sâu sẽ là Jolly. Khi Mao Sâu có cho mình tính cách này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ hỗ trợ cũng như là tấn công của gia đình chuột. Bởi vì khi được tăng 10% tốc độ và giảm đi chỉ số FP Attack là chỉ số không cần thiết của một Pokemon thiên về mạng tấn công vật lý, thì Mao Sâu có thể ra các chiêu thức nhanh hơn tấn công trước các đối thủ có tốc độ đáng gờm khác. Trang bị, ở trang bị giúp ích nhất đối với những chú chuột nhỏ bé này thì sẽ là Wildland, giúp Pokemon có thể gia tăng 10% tốc độ chính xác của các đòn tấn công. Đây sẽ là trang bị rất phù hợp dành cho một Pokemon như là Mao Sâu, khi với khả năng của trang bị này sau khi được kích hoạt, gia đình chuột này có thể tung ra đòn Population Bomb rất nhiều lần so với lúc đầu, còn số lớn nhất sẽ là 10 lần. Hệ Terra, bởi là một Pokemon khá mỏng manh lại còn bị khắc chế bởi hệ giác đấu và việc không thể mang trang bị Focus Sát, vậy nên hệ Terra tuyệt vời nhất dành cho những chú chuột nhỏ này sẽ là hệ ma, với khả năng giúp vô hiệu hóa được chiêu thức khó chịu là Fake Cao, sẽ giúp Mao Sâu tấn công hay hỗ trợ được tốt hơn, cũng như là vô hiệu hóa được điểm yếu lớn nhất là các đòn tấn công từ hệ giác đấu. Đến với chiêu thức, bởi sẽ đảm nhiệm cả vai trò tấn công lẫn hỗ trợ, và dàn chiêu thức mà Pokemon này sở hữu cũng là cực kỳ đa dạng, vậy nên chúng tớ sẽ chia ra hai phần để phù hợp với từng lối chơi tấn công hay hỗ trợ tùy vào phong cách mà nhà huấn luyện lựa chọn. Đầu tiên sẽ là đến với lối chơi tấn công, nên sử dụng các chiêu thức sau. Tidy Up sẽ là một chiêu thức rất phù hợp dành cho Mao Sâu, khi chiêu thức này có thể dọn dẹp tất cả các cạm bẫy trên sân đấu. Tuyệt vời hơn nữa thì chiêu thức này còn cho phép gia đình chuột tăng một bậc hai chỉ số là khả năng tấn công vật lý và tốc độ, giúp cho tốc độ và sát thương của Mao Sâu được gia tăng đáng kể. Super Fan cũng là một lựa chọn tốt khi giúp giảm một nửa HP của đối phương, trong những trường hợp khi phải đối đầu với các thế lực mà Mao Sâu không thể để Population Bomb chạm vào như là Volcarona hay là Garchomp. Tiếp theo thì ở lối chơi hỗ trợ, Mao Sâu sẽ cực kỳ mạnh mẽ khi mà mang theo các chiêu thức sau. Follow Me để giúp thu hút các đòn tấn công của đối thủ về phía bản thân, đỡ đòn thay cho đồng minh. Fade là một chiêu thức khắc chế Protect cực kỳ hiệu quả khi mà nó có độ ưu tiên cộng 1 và phá vỡ Protect của đối thủ. After You giúp đỡ các Pokemon có tốc độ thấp ra đòn trước bằng với tốc độ của Mao Sâu. Đây sẽ là một đòn tấn công khá bất ngờ dành cho kẻ địch. Happy Hand sẽ là một chiêu thức gia tăng 50% sát thương mà đồng đội sắp tung ra. Encore, Fetia, Thunderwave, Charm cũng là những chiêu thức quấy rối và giảm chỉ số kẻ địch rất hiệu quả mà Mao Sâu có thể học. Để làm đối thủ bất ngờ thì Mao Sâu cũng có thể hô mưa gọi nắng để hỗ trợ thời tiết cho đồng minh. Một chiêu thức nữa cũng thường được gia đình chuột này sử dụng khi kết hợp với một số Pokemon như là Acheludon hay là Annihilate, đó là Pick Up. Với tác dụng của chiêu thức này thì có thể giúp hai Pokemon trên gia tăng chỉ số tích lũy. Với Acheludon thì có thể gia tăng khả năng phòng thủ vật lý nhờ kết hoạt Ability, còn Annihilate thì có thể cộng dồn sát thương của chiêu thức Rapid. Và cuối cùng là chiêu thức không thể thiếu dù Mao Sâu có đi theo hướng tấn công hay là hỗ trợ, đó là Population Bomb với khả năng gây sát thương theo nhiều đòn đánh và sẽ rất mạnh khi kết hợp với trang bị Wildland. Yeah, và để mọi người có thể hiểu rõ hơn về lối đánh của Mao Sâu, tớ sẽ có một phần thực hành chiến đấu nhỏ nhỏ. Ở phần này thì Mao Sâu đang gọi là sử dụng Friend World là làm ability chính để hỗ trợ cả đội hình này. Bên đội hình bên kia thì cũng có Mao Sâu này, và có Ursaluna, cùng với đấy là đội hình trời mưa khi mà có hai Pokemon hoạt động trong trời mưa rất tốt là Acheludon với là tớ hay gọi là kiểu cao táo. Đội hình bên kia thì cũng có cả Muscarada, một Pokemon đánh rất là đau. Nếu mà vậy thì bên kia để đối đầu bên kia đi, tớ sẽ ưu tiên sử dụng Annihilate với Acheludon ở lượt đầu. Để coi. À không, nếu mà vậy thì Donozo cũng được, tớ sẽ ưu tiên Donozo với là Mao Sâu. Acheludon thì tớ đang sợ khi mà dùng Acheludon thì sẽ bị Ursaluna phản kích. Bên kia thì cũng không có Pokemon nào tác động lên hệ cỏ quá nhiều cả, nên là tớ sẽ làm Donozo là Pokemon tấn công trong lượt này.
Hiện tại thì mau sau tớ không mang theo chiêu pick up, tớ đang sử dụng theo chiến thuật khác, đó là fake, một chiến thuật gọi là đục tường bảo vệ. Ở lượt này thì Asaludon, thông thường thì Asaludon nó cũng không gọi là mang protect đâu. Vậy thì tớ đoán là tớ phải Terra cho Dondozo lên hệ cỏ để dùng Earthquake. Về phía Mao sâu bên kia, không, tớ nghĩ là đổi Tatsugiri luôn. Tại vì Mao sâu của bên mình ở lượt này, nếu cho dù bên kia khả năng cao là không sử dụng Fade đâu, khi mà biết bên mình Dondozo tốc độ rất là thấp rồi, để mà Mao sâu bên kia cấu máu Dondozo bên mình thì cũng không hay cho lắm. Bây giờ thì các chỉ số của Dondozo đều được tăng gấp đôi rồi. Mong là sẽ hạ gục được bằng một chiêu Earthquake. Và Terra luôn. Bên kia không đổi Pokemon nhỉ? Hình như bên kia không đổi Pelipper ra sân để sử dụng chiêu Electroshock. Ồ, thế là vậy là bên kia sử dụng Pick up à, chiến thuật pick up để tăng phòng thủ vật lý. Khi này thì Acha gọi là thủ tăng gấp gấp 2 lần, không phải gọi là gấp 4 ấy. Tăng 4 bậc chỉ số phòng thủ vật lý rồi, bên kia rất là khỏe luôn rồi. Cùng với đó là Frangua nữa kìa. Body press nhưng mà hụt rồi. Lượt này thì vẫn ưu tiên là Earthquake tiếp nha. Mặc dù biết là bên kia vẫn sẽ sử dụng pick up vào Acheloron để tăng phòng thủ thôi, chứ bên kia không dạy gì mà đánh vào mình luôn đâu. Nếu mà tăng phòng thủ vào Acheloron thì Acheloron cũng gọi là có thể sử dụng Body Press vào Dondozo một lần nữa, chứ nếu không thì Acheloron sẽ bị hạ gục luôn. Bên kia quyết định là Terra hệ cỏ rồi. Thế là bên kia sẽ sống được một lượt nữa. Follow me hả? Là sợ bên mình sử dụng order up. Nhưng mà không, vẫn earthquake thôi à. Gọi là ưu tiên sẽ hạ gục Mao sâu bên kia trước, tại vì Mao sâu bên kia đang khá là khó chịu khi cái ability bên kia Frangua. Ôi, Acheloron bây giờ tăng 6 bậc rồi. 6 bậc phòng thủ vật lý, nhưng mà cũng không đánh được bên mình nhiều, tại vì nếu mà tính gọi là phòng thủ thì bên mình cũng được tăng 2 bậc. Rồi, Muscarada. Muscarada ra sân ở lượt này. Để coi Acheloron bên kia, tôi nghĩ lượt này tôi sẽ protect để coi thử bên kia sẽ làm gì. U-turn, ok. Nếu mà vậy thì Muscarada không biết là mang trang bị gì nhỉ? Nếu mà Muscarada mang Focus Sash thì mình vẫn ưu tiên là hạ gục Acheloron trước, hoặc là hạ gục Muscarada luôn. Waycraft hạ gục Muscarada luôn cũng được. Tại vì hiện tại Muscarada gọi là đổi Pokemon rồi, thì Waycraft lượt này sẽ cố gắng hạ đánh vào một Pokemon khác. Về Acheloron thì cho dù quên Waycraft hình như trúng Mastiff thì nó không có gây sát thương nhiều rồi. Bên kia muốn là gọi là giảm sát thương của mình, nhưng mà bên mình đang kiểu Clear Amulet rồi. Order up lượt này thì sẽ hạ gục được. Bây giờ đang hơi khó nha, bên mình toàn là Pokemon tấn công vật lý đấy, thì bắt buộc là phải hạ gục được Acheloron trước.
Về phần Basculation thì Basculation sẽ sử dụng, tôi đoán là Phantom Force, nên là cũng không sao. Ưu tiên là sẽ hạ gục Asalon trước, vẫn không gục được, không đủ sát thương. Last Respect, ok, không đủ sát thương. Nhưng mà Body Breath bên này không biết là có đánh được không, mong là không hạ gục được. Hay lắm, Asalon, Donoto gọi là quá cứng rồi. Tốc độ thì bên mình vẫn đang nhanh nhất này. Bây giờ thì Earthquake liều một lần qua thử có chết được hai Pokemon luôn nha. Khi mà bên mình đang được tăng là 3 bậc tấn công vật lý và Earthquake, mong là hạ gục được cả hai Pokemon bên kia luôn, hay lắm. Thế thì Dondozo lượt này gọi là gánh nguyên cả team luôn rồi. Bên kia là sẽ Muscarada, thì Muscarada lượt này chắc chắn là sẽ hạ gục Donozo rồi. Tớ nghĩ tớ vẫn sẽ order up. Bên kia quyết định là bỏ cuộc rồi, khi mà bên mình còn tận 4 Pokemon lận. Tổng kết thì với sự linh hoạt và tốc độ đáng nể, Mausou chứng tỏ mình sẽ là một đối thủ không thể xem nhẹ trong đấu trường VGC. Những khả năng như là Technician hay là Frenzer sẽ biến Mausou trở thành một chiến binh cực kỳ đa năng, có thể vừa hỗ trợ đồng đội hay là vừa tấn công kẻ địch. Dù khả năng trụ sân là không có nổi bật, nhưng khả năng học được nhiều chiêu thức khác nhau sẽ giúp cho Mausou thích nghi với nhiều tình huống thực chiến, khiến cho đối thủ khó đoán hơn. Và gia đình chuột Mausou không chỉ thể hiện sự đáng yêu hay là tinh thần đoàn kết qua những pha hành động nhanh nhẹn, mà còn đó là mang lại nhiều niềm vui cho các nhà huấn luyện qua vẻ ngoài đáng yêu hay là tính cách hiếu động lẫn khả năng hỗ trợ đắc lực cho nhiều chiến thuật. Chắc chắn thì sự xuất hiện của Mausou sẽ làm đa dạng thêm tính chiến thuật và mang lại một niềm vui mới cho đấu trường VGC hiện nay. Với tất cả những điều mà chúng tôi nhận định về Mausou lẫn vai trò linh hoạt mà Pokemon này có thể đảm nhận, thì những chú chuột nhỏ bé này xứng đáng nhận được 5 trên 5 sao từ các nhà huấn luyện. Hứa hẹn thì sự có mặt của Mausou sẽ là mang lại một sự bổ sung thú vị và hiệu quả cho bất cứ đội hình nào. Và ở trên là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đấy. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường VGC với những Pokemon này, giúp cho đấu trường xuất hiện nhiều hơn các Pokemon độc lạ và cũng như là làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu có còn điều gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người biết thì hãy góp ý với tụi mình ở phần bình luận. Đừng quên là mọi người có thể đưa ra các Pokemon mà mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau.